Ê, cô bác xin chào anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn nhà mình cách sử dụng bếp từ Sunhouse với model SHB6158. Với model 6158 thì anh chị cũng nhìn thấy là mặt trên của nó là mặt kính, ở dưới là bàn phím cơ rất là dễ sử dụng. Đây, em sẽ hướng dẫn nhà mình cách sử dụng bếp từ. Đầu tiên nhà mình ấn vào nút nguồn, sau đó nhà mình ấn vào nút chức năng. Ở đây sẽ có hiển thị nhà cho nhà mình là công suất là 1800W, nhà mình có thể tăng giảm tùy theo nhu cầu sử dụng của nhà mình. Đây, nhà mình có thể chức năng, có rất nhiều chức năng: lẩu, xào, chiên, súp, hấp, hầm, hấp, giữ ấm. Đấy, nó cũng sẽ mặc định cho nhà mình luôn nhiệt độ và công suất. Ở đây thì sẽ có cả thiết lập cho nhà mình hẹn giờ. Đây, ví dụ nhà mình ở 2 tiếng này thì mình có thể tùy theo giảm thời gian tùy theo nhà mình sử dụng. Trên đây thì em vừa giới thiệu cho nhà mình cách sử dụng bếp từ của Sunhouse với model là SHB6158. Mọi thông tin chi tiết thì nhà mình có thể lên website www.ecomart.vn hoặc gọi điện đến hotline 0243 965 6067 của Ecomart. Xin chào chị ạ.